Sáng nay, Ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản trên địa bàn thành phố. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Qua khảo sát cho thấy dự án mở rộng phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Mekong làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới STK An Bình của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư STK làm chủ đầu tư được triển khai đảm bảo tiến độ. Dự án khu đô thị mới phường An Bình khu 3 chưa đảm bảo kế hoạch. Đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát cho biết do vướng mắc các quy định về quy trình hồ sơ thủ tục. Trong buổi chiều, đoàn tiến hành khảo sát nhiều dự án ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Đợt khảo sát giúp Ban đô thị nắm bắt thông tin, đánh giá những mặt làm được chưa được, nguyên nhân, đồng thời kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến đến Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế liên quan nội dung được giám sát, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản của thành phố trong thời gian tới theo hướng ổn định, lành mạnh.